Hello, xin chào bạn, chào bác quay trở lại với channel của mình Nát Trưởng Sở Ta Đây. Ok, rồi như vậy là rank 19 đã chính thức được reset nha bạn. Nhưng mà hiện tại cái nick Sở Bấm TV của mình vẫn đang là mức độ rank cao thủ và khung cao thủ nhá. Đó, vì lý do đơn giản thôi, mình chưa ấn vào đấu hạng đó. Như anh em nào mà muốn giữ nguyên rank, đó giữ nguyên khung thì hãy đừng ấn vào reset rank, đừng ấn vào đấu hạng. Thì đấu thường các thứ là vẫn giữ nguyên khung nha anh em. Đấy, một cái mẹo nó khá là đơn giản nhưng mà không hẳn là ai cũng biết. Đó, đơn giản như đan rổ vậy thôi. Ok, rồi mấy ngày hôm nay mình ốm vì thế là không ra video được. Đấy, tôi rất là nhớ anh em, không biết là anh em có nhớ tôi hay không. Thật sự là ngày đêm không ngủ, vắt tay lên trán như thằng thẫn thờ anh em ạ. Đấy, bất đắc dĩ ngày hôm nay tôi phải bằng mọi giá phải ra video, đó, phải vào một cái trận làm bình luận cũng như bình luận cho anh em cho nó phấn khởi. Ok, mình sẽ làm một cái trận đấu thường đầu tiên của mùa 9 nha anh em. Thật sự là lâu lắm rồi mình không động. Ok, mới một tuần rồi anh em ạ, đó ốm sấp mặt, khổ lắm cơ. Ok, ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Nakot nha. À không, Nakot thì đánh gọi là nó não tay ra rồi anh em ạ. Thôi, ngày hôm nay mình sẽ đổi gió nhá. Mình sẽ chơi vị tướng Đấng Van Heuvel và mang trừng trị đi rừng. Ok, rừng cứ để tôi lo. Không biết là có ông nào cho mình đi rừng không? À hi hi. Đó. Thì Van Heuvel này anh em cũng biết rồi. Từ mùa 5 anh em ạ, đó là một gọi là vị tướng hot pick rồi. Mình nhớ là mùa 5 có một thời gọi là cấm Van Heuvel anh em ạ. Đó, đấu hạng là toàn phải cấm thôi. Nhưng mà bắt đầu từ mùa 6, mùa 7, mùa 8 thì vị tướng này đã bị giảm sức mạnh. Vì thế là không được được nhiều anh em ưa chuộng anh em ạ. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ đổi gió nhé anh em. Ok, và ngày hôm nay là chủ nhật thì mình cũng chúc anh em có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và thật là ấm áp nha. Đó, hiện tại miền Bắc đang rất là lạnh rồi, lạnh cóng tay. Nhưng mà vẫn cố gắng, đấy, vẫn chơi được liên quân anh em ạ. Anh em hãy cọ sát tay đấy, gọi là phấn rôm, phấn riếc đầy đủ cho cái tay của mình để tiếp tục chinh chiến nha. Ok, và trận đấu ngày hôm nay của chúng ta có những cái thí sinh tham gia như sau. Bé gấu A Lỉ do Si Su Hay chơi đó. Thật sự là mình đọc tiếng Trung nó hơi gà. Hỏa Nhãn Kim Tinh Ngộ Không do QTQ TVK chơi. Đó, Đại Công Tước Van Heuvel do Trưởng Sở Bấm chơi. Tân Thần Thiên Hà Tu Lần do cái gì đấy, hỏi chấm ngược, hỏi chấm thẳng y. Đó, nói chung đọc quán hết cả lưỡi. Và thí sinh cuối cùng là thí sinh Esu do Chi Hunter chơi nha anh em. Đó, mới đầu mùa thôi nhưng mà hiện tại đã có hai tên gọi là khung cao thủ và một tên khung kim cương. Không biết là các bạn có phải là tuyển thủ chuyên nghiệp không thì anh em hãy theo dõi trận đấu này. Đó, và vị trí đi rừng của mình thì mình vẫn như mọi khi thôi. Đó, mình sẽ đi cái khu vực có con kinh công nha anh em, có con tà thần. Rồi, nào các bạn hỗ trợ mình cái nào, không nó cướp một phát thôi là tôi nhớ nhau cả đời đấy. Tem bên kia này là gắt lắm đấy anh em ơi. Ok, rồi Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tiêm đã vào hỗ trợ mình rồi và mình rất là cảm ơn bạn nha, cảm ơn rất là nhiều. Và mình sẽ luộc tạm con khổng lồ thuật sĩ ấy. Tem mình kìa, bạn An Nỉ đang có đang dục tem lên cướp rừng anh em ạ, và mình sẽ đi cùng tem nhá. Rồi, đúng là kiểu tuyển thủ chuyên nghiệp đây anh em ạ. Đó, rank cao rồi đấy. Vậy mình nên cái là không có mạng rồi. Ôi, Rocker này, rocket một giờ anh làm cái gì? Anh đang tự tin khoe cá tính nhưng mà anh khoe nhầm chỗ rồi bạn ơi. Chỗ này là 5 thí sinh đang tụ tập ở đây. Trời ơi, rất là đen cho tem bạn anh em ạ. Mới pha đầu thôi mà đã chết 3 mạng rồi. Đấy, thì cái thằng làm đi rừng này nó cũng nhàn rỗi hơn. Ok, biến về cái đã rồi mình sẽ lên mình farm con bùa đỏ nha anh em. Bạn Esu bên kia thì vẫn nặng farm quái. Cùng với đó là đối đầu với lại Whis anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình farm thôi anh em. Vó farm hết bình và farm nhiệt tình. Trời ơi. Đấy, hiện tại là tôi vẫn chưa lên được cái món trang bị đi rừng cung anh em ạ. Đó, cái cung đấy, cung để tí nữa bắn cho nó toẹt mông ra thôi. Rồi, Ngộ Không bên kia đang đối đầu với gấu cả tu lần giữa và rocket làm cái gì đây? Anh có ý định úp sọt tôi và như vậy tôi đã chạy rồi. Trời ơi, chỉ là con heo thôi. Van Heuvel thôi mà, trời ơi, ông An xin thôi mà. Nó lỡ lòng nào nó đập mình, trời ơi, rất là đen quá đi. Nhưng mà hiện tại An Nỉ đã xuống trả thù giúp mình rồi. Đó, rất là cảm ơn bạn An Nỉ đó, chân ngắn đáng yêu. Đó, một cái trận đấu bạn gọi là dục tem cũng như đi hỗ trợ tem nó rất là kịp thời luôn. Nhưng mà rất là đen mình, quả đấy mình
không thể nào đáp trả được. Ok, Ngộ Không lại có một mạng đến từ gấu anh em ơi, rất là tuyệt vời. Ồ, mới phút thứ hai mà team mình đã 6-2 rồi. Tôi thề với anh em, đánh phong cách đúng như kiểu là gọi là những người trình cao, mình không nói là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng mà gọi là những người có trình cao anh em ạ. Mình chỉ gọi là một YouTuber bé bỏng thôi, làm clip giải trí cho các bạn xem thôi, cũng chả nhằm nhò gì so với bên Tây. Rồi như vậy là lại tiếp tục có một cuộc chiến tranh nổ ra rồi. Adi đang đánh Adi rồi luôn. Có một pha gọi là kết liễu tem bạn với lại cái nôi điểu của vị tướng Tulen anh em ạ, hay còn gọi là tủ lạnh. Đó, rồi ăn đi con rồng nhìn em. Con rồng ngày đầu game thì chứa một lượng calo protein rất là nhiều, vì thế anh em phải ăn để cho tem mình lớn lên anh em ạ. Lớn lên, xanh lên, 72 rồi và có con rồng nữa. Team mình quá là gọi là xanh rồi anh em ạ. Ok, sang đây vét mấy con quái này. Ấy, trời ơi, Ngộ làm cái gì chưa? Trời ơi, ok, bây giờ mình sẽ ép luôn cái bạn này này. Whit ơi, Whit bé bỏng ơi, Whit làm cái gì rồi? Có sự góp mặt của Sam VR. Rồi, đánh luôn, đánh luôn, bắn luôn, xuống xác luôn, đập luôn, đập luôn rồi luôn. Đó, một cái pha kết hợp rất là ăn ý anh em ạ. Đó, Esu bắn và sau đó thì mình cài hết. Trời ơi, ok không sao. Đó, cay hết cho xanh xanh tí còn có đam mà bắn. Chứ vị tướng Van Uyển mà không xanh hơn cấp tem bạn bên kia thì rất khó mà bắn anh em ạ. Rồi, farm nhiệt tình, farm hết mình. Với vị tướng này đi rừng thì mình khuyên anh em phải nên một cái cung tà thần nha anh em. À quên, cung tà ma hay là cái cung gì đấy. Nói chung là cái cung đi rừng đi. Đấy, nói chung là tôi không rành rõi về cái lối trang bị đấy. Nhưng mà rồi, Ali ơi, Ali bé bỏng tuyệt vời quá anh em ạ. Đấy, trận đấu mới phút thứ 4 thôi mà team mình đã phá hủy hoàn toàn rồi. Thì đánh đấm cái gì? Ngộ, Ngộ đang lao vào bắn rocket và rocket rồi đâm đầu vào cái ulti của mình nằm phưỡn ra. Nhưng mà mạng không phải là mình ăn, thiệt là tiếc quá đi. Rồi, Whit, Whit đang chạy long nhong như một đứa trẻ vậy. Và chạy đi đâu? Có mà chạy vào nồi nhé rồi luôn. Anh Ngộ Không anh cho một cái gậy nhạy như ý vào đầu thì làm sao mà có thể gọi là hot được đấy. Họa mi ngừng hot rồi. Ok, lấy đi cái trụ thôi anh em ạ. 12 chết 3 rồi. Các bạn đánh từ từ thôi. Rồi Alice, Alice làm cái gì? Alice choáng đi. Rồi, thôi lùi 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 lùi. Lùi đi, team bạn Mid đã lên đây rồi. Mid ơi, Mid lại chạy nong nhong rồi. Và Mid có chạy được không? Mới là điều quan trọng rồi. Đấy, bạn đấy đã nắp cái motor vào đít và chạy rất là nhanh. Đó, và đã thoát thân được rồi. Trời ơi, một lối chơi rất là phong phú ấy. Whit này. Trời, Whit ngơ 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 anh em ạ. Đấy, vãi cả trưởng luôn. Thật sự là không ngờ cái tem này nó như thế vậy đâu. Tí nữa tôi sẽ phải xem ra, xem lịch sử của từng bạn một. Đấy, xem rank của các bạn ra sao mà các bạn để có thể đánh hay như thế rồi. Alice, không cứu được Alice rồi. Đen thôi, đỏ quên đi. Ok, cái lão già Ingrid kia khó chịu thật anh em ạ. Đấy, kia mình rồi, lùi đã anh em ơi. Rocker đó, rocket đấy, cái thằng gọi là cái đầu nó như cái trái banh trái bưởi, nó đã được hai mạng rồi. Tí nữa nó mà xanh thì thôi, nó bắn rồi thì thôi. Đừng hỏi bố cháu là ai anh em ạ. Bố cháu là ai? Bố cháu của Rocker là ai? Anh em biết thì anh em comment nha. Mình thì mình cũng chịu thôi. Bái trưởng rồi. Gấu ơi, gấu ơi, dồi ôi. Gấu bộ trang phục gấu nhồi bông anh em ạ. Rất là đẹp. Đẹp là phải bắn thôi. Đấy anh em có thể thấy farm với vị tướng Van Uyển này thì farm cũng rất là nhanh. Ờ coi, siêu việt cho Ngộ Không rồi. Trời ơi, không biết nói gì luôn. Với một cái tem nó khá là bá, khá là gọi là di chuyển rất là hợp lý anh em ạ. Rồi, như vậy là lại có đánh nhau rồi. Và Whit lại là một người sai lầm rồi. Whit chạy đi đâu? Có mà chạy lên đảo hoang cùng với Robinson rồi. Sevilla, Sevilla ơi. Sao mình lại có mạng đấy nhá? Ôi thôi thôi xong rồi, gấu ơi. Gấu ơi, gấu à. Van nằm sấp mặt ra, trời ơi. Vãi cả chửa luôn. Trời ơi, đẹp dài. Cờ him to như thế này mà gấu lỡ lòng nào anh em ạ. Đó, đánh nhau như hai thằng đàn ông luôn. Không hiểu. Ok. Hiện tại là team mình có ông nào Ngộ Không xanh nhất team anh em ạ. Khá là ổn luôn. Rồi. Đấy thì đồ của con này thì trong clip này mình sẽ không để nha anh em. Bởi vì sao? Bởi vì con Van Uyển này thì đi rừng thì nó khó áp dụng. Đấy,
Vì thế là anh em cứ lên đồ theo mình đang lên đó. Đấu gọi là những cái rank, cũng có thể là rank kim cương được anh em ạ, nhưng mà anh em hạn chế chơi con này. Đó, ông nào bét hẳn, ông nào gọi là bét Van Hủy thì có thể chơi. Đấy, thì cứ lên cái món tốc độ đánh thôi, như kiểu gươm sấn sét này và cái cung này, cũng như với một món đó chính là món thủ nhá, một món cái rìu Hyoga đấy. Ok, rồi. Rồi như vậy là Ngộ Không dưới kia đã có man mạng. À không, Roker anh em ạ, có một mạng đó, mình nói nhầm, cứ lộn thôi. Dạo này hay nói lộn lắm, hay nói lắp lắm. Ok. Rồi sơi tạm cái con gì đây, con sói à? Ba con sói anh em ơi. Ok, Roker này rồi luôn anh em mới thấy cái lượng gọi là tiêu bắn ra từ Van Duyên, khiến nó gọi là tem bạn gọi là không kìm nổi nước mắt anh em ạ. Đó, các chú nó cứ vắt chân lên chán mà gọi là nằm sấp mặt ra rồi. Thật sự là tôi không thể gọi là lột tả được cái sức mạnh của tem mình. Đó, đi chung với nhau là có án mạng xảy ra, còn cứ không đi chung với nhau là chưa biết cái điều gì sẽ xảy ra anh em ạ. Đó, gọi là một ăn hai gọi là nhịn. Ok, rồi lấy tạm cái trụ đi. Rồi gấu này, mình sẽ rình rập bắt gấu ấy. Gấu lao vào nhanh quá anh em ạ, gấu có chạy không, gấu không thể tẩu thoát đường. Tem mình quá là nhiều khống chế anh em ơi. Ok, thôi lùi. Mình đã thấy mặt của Roker rồi, tôi tinh lắm. Đấy, tôi đẹp dai đấy, nhưng mà tôi không bị dễ gạ đâu nha. Ok, đó. Nói chung là cố gắng chịu thọt chứ gọi là vẫn phải gọi là tỏ ra đẹp dai đó. Bởi vì đây là bộ trang phục đại công tước mà anh em, phải tỏ ra mà mình ổn cũng như tỏ ra mình đẹp dai. Ok. Rồi, ở di chuyển sang cái khu vực mid này, farm quái đây anh em ạ. Đó, farm hết mình, farm nhiệt tình, lấy tí kinh nghiệm cái nhở. Ấy, Sevina ơi, Anip bé bỏng ơi, đánh nào. Chơi luôn này, có Ngộ Không đi rồi. Bắn luôn, đập luôn, đó xuống xác luôn, đập bò mẹ nó luôn, rồi luôn, có ngày mạng rồi. Đó, chống cư làm gì. Ok, rồi còn bạn Sevina nữa, bạn chạy đi đâu, chạy đi đâu. Rồi, nó sử dụng ulti, nó chạy được rồi anh em ơi. Ok, thôi lùi. Đấy, thấp gọi là tem bạn lên thì mình bắn thôi, còn không lên thì thôi mình lui. Rồi cả Alice bé bỏng ở đây rồi, Alice kìa, trời ơi, thôi ăn tạm Sabina. Sabina ơi, chạy đâu, chống cự làm gì khi mà bụng đã bự rồi luôn, lại làm úp mặt vào sông quê rồi. Không biết là bạn có buồn không, nhưng mà hiện tại mình ăn bạn được có 4-5 vàng thôi, cái kiểu bạn thi nhau mà fit đấy. Ok, rồi sang đây bắt ông già Ingrid này, ông già đó thật sự là rất là già lão rồi, nhưng mà vẫn gọi là muốn bắt nạt Ngộ Không tem mình. Mình có cảm giác như kiểu ống là gọi là cái ông gì mà luyện linh đan ấy, xong bắt đầu Ngộ Không nật đổ linh đan rồi. Ông chạy đâu, rồi ôi ông làm cái gì, ui khó chịu chưa, khó chịu, chống cự làm gì. Đó, trâu ấy đánh lâu cũng chết thôi, nhưng mà thật sự là ông quá là khỏe đi, ông quá là mạnh, đánh mãi mà không chết. Thôi mình sẽ phải cố gắng đẩy cao quái đi, chứ EA bò cà là mãi không thể thắng được đâu. Đấy, mà kéo lết thì tem mình rất là có khả năng thua, bởi vì ông già về lết rất là khỏe nha anh em. Ok, rồi gấu thì bắt mình rồi. Ấy, Sabina ơi, rồi ôi, bạn ơi, bạn chạy làm cái gì? Ôi, thôi xong rồi, thôi xong tôi rồi, thôi xong tôi rồi, thôi bỏ. Ấy, làm sao chạy đâu? Ôi, thôi, tôi quá có cả quýt nữa, tôi cân 3 luôn này, chơi luôn này, rồi ôi. Nghịch ngu đánh đu cây cột điện rồi anh em ơi, lại sớm mặt vãi trưởng luôn, không thể ngờ luôn. Ok, như vậy là tu lần đó, cái thằng tủ lạnh nó ra lên, nó hỗ trợ mình tới bến luôn. An nỉ này là thì tủ lạnh này thì Van Hữu ỉn này. Toàn phần y thôi anh em ơi. Ok rồi, fuck you. Mình chơi xong trận này thì mình sẽ gọi là thử xem mức độ rank của các bạn, bác này, các bạn trong tem mình em ạ. Thực sự tem mình đánh khá là chắc, di chuyển khá là hay luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ lên ăn của bồ đỏ nha anh em. Tại này Esu đang chơi được cái chiến thuật lấy trụ trộm mình em ạ, nhưng mà lấy không lấy được thì bị gấu nó đè ra nó đập rồi đó, túm tóc tạt tai tát tới tấp anh em ơi, tiện là buồn quá đi anh em. Có thể thấy hiện tại mình đang bắn rất là đau rồi, lấy tạm con rồng hắc ám, à không, rồng bạo chúa nha anh em. Ăn con rồng này để lấy cái quyền lăng hắc ám. Đấy, để mình bất tử luôn anh em ạ. Đấy, ok, 6-3 rồi. Cố làm thêm vài mạng nữa. Đấy,
cứ phải van yêu ỉn ranh đầu mùa, à gọi là đầu mùa anh em ạ, mùa 9 đã có ông cao thủ và phát van yêu ỉn. Nhưng mà lưu ý nha anh em, khi mà anh em không reset ranh thì hiện tại người xem ấy thì anh em vẫn là đồng 3, nhưng mà mức độ ranh mùa trước thì là cao thủ nha anh em. Đấy, và khung thì giữ nguyên rồi, anh em cũng biết cả rồi. Ok, đấy, nói chung là của tôi nói hết cả rồi, anh em muốn hiểu sao hiểu nhé, không hiểu thì tôi không chịu thôi. Ok, đấy, rồi, ok, như vậy là Tulen lại có mạng. Trời ơi, Tulen trận này đánh hay thế. Ôi, Rocket nó đẩy trụ trộm kìa, ông lao về đi. Rồi, như vậy là ông có ngộ không về rồi. Thôi, mình sẽ tiếp tục chinh chiến nha anh em. Đó, hỗ trợ đồng đội. Hỗ trợ đồng đội nào, bắn. Trời ơi, ôi rồi ôi, trời ơi, gấu đấy, gấu đang rình mò ra nó bắt đây anh em ơi. Đợi lính nó cao lên rồi mình sẽ đẩy trụ cho trụ này. Và có lẽ là đẩy xong là thắng luôn anh em ạ. Chứ để lâu cứ trâu quá buồn rồi luôn. Gấu à, trời ơi, tiếp tục là gọi là cụ đi chân lạnh toát rồi anh em ạ. Đó, nằm phưỡn bụng lên ngước nhìn bầu trời hận đời vô đối đấy chăng. Trời ơi, thiệt là buồn quá đi cho thân phận hẩm hiu của bạn gấu. Đó, gấu hay còn gọi là đầu gấu anh em ơi. Ok, rồi. Quýt làm cái gì ơi, quýt bé bỏng. Quýt lại thèm chết rồi đó. Anh em có thể thấy bắn rất là đau. Và như vậy là trận đấu kết thúc rồi anh em ơi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video nó dài đằng đặng này của mình, 16 phút đồng hồ anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ là bye bye tất cả anh em nhá. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Anh em nhớ chia sẻ giúp mình nha. Và bây giờ là mình sẽ xem team mình là có mấy bạn gọi là rank cao anh em ạ. Đó, có gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp hay là thách đấu mùa trước hay không. Đấy, anh em cứ bình tĩnh nha. Mình nghĩ là chắc chắn là có anh em ạ. Bởi vì sao, đánh nó gọi là căng trên từng dây đàn như thế vậy. Một cái trận đấu gọi là đè ép đối phương từ đầu đến cuối anh em ạ. Đó, lúc nào muốn đánh nhau thôi. Đây, mình sẽ xem bạn Tulen trước nha. Tulen bạch kim anh em ơi. QTQ này, bạn người Trung Quốc đấy. Bạn người Trung Quốc thách đấu anh em ạ. Đây này. Đấy, bạn người Trung Quốc thách đấu. Khá quá anh em ơi. Ok, bye bye anh em nha.